Hello Trang Đoàn. Hello Phước Sử. Thời điểm gần đây thì bất động sản cũng khá trầm lắng không? Thị trường nói chung, thị trường bất động sản nói chung thì hiện nay ở Galaxia thì nó đang nổi lên một cái con sóng, một cái cơn sóng với những cái chính sách thật là bơm tấn. Okay. Cho nên nó đã sôi động trở lại. Đối với chính sách của Khang Điền như vậy đó, thì không còn là thị trường là gọi là rơi vào tình trạng gọi là chậm nữa, mà có khá nhiều anh chị sale này, anh chị khách hàng trở về đây trải nghiệm dự án này. Ngày hôm nay Phước Sử và Trang Đoàn đang có mặt tại dự án The Galaxia Khang Điền. Sẽ giới thiệu cho quý chị những cái cung đường, những cái vị trí mà quý chị di chuyển đến Galaxia Khang Điền không? Bây giờ thì nói đến với một cái quy mô nhỏ, Galaxia Khang Điền thì tổng diện tích là bao nhiêu vậy các bạn? The Galaxia của mình là 4,3 hecta với 176 căn. Đây, vị trí mà Phước Sử và Khang Trang Đoàn đang đứng là những căn nhà phố với cái kiến trúc là tầng cổ điển. Tầng cổ điển, phải không? Quá tuyệt vời. Và vị trí của cái dự án Galaxia Khang Điền này, mình nằm ngay chỗ mặt tiền đường Võ Chí Công và cách vòng xoay Liên Phường và vòng xoay Chí Hữu rất là gần. Và từ vị trí này thì mình chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển đến trung tâm của Phú Mỹ Hưng, 10 phút đến đường trung tâm của Thủ Thiêm. Mà đặc biệt là và đặc biệt The Galaxia của mình nằm ngay chỗ nút giao thông để lên xuống lên cao tốc. Với cái vị trí này thì quý anh chị khách hàng khi mà sở hữu sản phẩm này thì quý anh chị khách hàng có thể là đi về sân bay Long Thành tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Đúng, những cái chuyên gia hay quý anh chị là những người gọi là Việt kiều thì mua sở hữu sản phẩm này cực kỳ đắc địa và di chuyển khá gần Phong Trang thật. Đúng rồi nè, và ở ngay chỗ vị trí trung tâm của thành phố Thủ Đức nữa, cho nên mình di chuyển về quận trung tâm quận 1 qua hầm Thủ Thiêm cũng rất là gần. Đúng rồi, vị trí Galaxia Khang Điền này á, di chuyển gọi là một bước chân ngàn tiện ích. Và hiện tại dự án này đang sở hữu một cái cộng đồng cực kỳ tinh anh. Với những cái dự án đã hiện hành và sở hữu rồi, thì Trang Đoàn có thể là liệt kê cho quý anh chị khách hàng biết được là dự án của Khang Điền đã quy mô ở gần đây đã hình thành như thế nào. Thì rất là may mắn là The Galaxia của chúng ta nằm trong một cái quần thể khu dân cư hiện hữu đã có sẵn cư dân, đó là khu dân cư Mega Ruby, Mega Residence, Mega Sapphire và có chung cư Sapphire nữa. Thì ở đây mình đã có sẵn các tiện ích đầy đủ như là trường học mầm non nè, rồi siêu thị, nhà thuốc, quán cà phê, quán ăn, hầu hết tất cả các tiện ích ở đây mình đã có sẵn hết rồi. Quá tuyệt vời. Với một cái vị trí và một cái kết nối như vậy thì Galaxia Khang Điền là một cái tâm điểm lựa chọn cho quý vị khách hàng đến thời điểm bây giờ. Hiện tại rổ hàng được tung ra mới nhất là tầm khoảng hơn 20 căn nhà phố thấp tầng của Galaxia Khang Điền với nhiều chính sách cực kỳ hấp dẫn, Phong Trang ra. Đúng rồi, hiện nay là mình đang có một rổ hàng hơn 20 căn thôi và một chính sách rất đặc biệt dành cho tháng 8 này. Một chính sách gọi là chính sách bơm tấn với chiết khấu lên đến 2,5 tỷ cùng với lại chính sách cam kết cho thuê lên đến 15 tháng. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về cái dự án và bơm tấn này thì quý anh chị và khách hàng hãy bấm ngay cho Phước Sử cùng với Trang Đoàn. Xóa lại bên dưới nha. Quý chị sẽ được trải nghiệm thoải mái tại dự án trước khi đặt mua sản phẩm, và đặc biệt quý chị sẽ có những cái cam kết cực kỳ tuyệt vời tại vì chủ đầu tư Khang Điền để mang cho đến quý chị là một cái nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp và gọi là sinh lời bền vững. Rồi, Phước Sử, Trang Đoàn xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.